Thiền giảng bài pháp mà có chủ đề là sự thật tương đối và sự thật tương tuyệt đối. Thì sống ở trên đời có những người thì người ta ngu si, người ta không hiểu được sự thật, cho nên là người ta hiểu sai sự thật, cho nên người ta có những cái hành động, những cái lời nói nó sai trái với sự thật, nên nó tạo ra nhiều cái nỗi tội lỗi và phải chịu cái quả báo khổ đau. Mà cũng có những cái người sống ở trên đời này hiểu được sự thật, cho nên người ta biết làm những cái việc tốt và nói ra những cái lời nói đúng và được hưởng những cái sự an vui. Và trong cái sự thật ấy, thì sẽ được chia ra làm hai loại. Một là cái sự thật tương đối, hai là sự thật tuyệt đối. Tức là cái người mà hiểu được sự thật ở cái mức độ thấp thì được gọi là cái sự thật tương đối. Và có những người hiểu được sự thật ở cái mức độ cao tột cùng thì đó được gọi là sự thật tuyệt đối, hay là Đức Phật dùng cái từ đó là chỉ cho cái pháp tục đế và pháp chân đế. Tức là Đức Phật thuyết giảng hai cái sự thật. Một là sự thật nó thuộc về cái sự thật thế gian, gọi là những pháp thuộc về tục đế. Và hai nữa là một cái sự thật thuộc về suốt thế gian, đó là những pháp thuộc về chân đế. Thì đấy là hai cái sự thật mà một cái người tu học trong giáo pháp mình sẽ hiểu ra, mình sẽ giác ngộ ra những cái sự thật đó. Đó là có những người thì mình chỉ hiểu ra được những cái sự thật tương đối, và cũng có những cái người mình hiểu ra được cả cái sự thật tuyệt đối. Đấy là cho nên là cái mức độ giác ngộ, cái mức độ mình cái trí tuệ của mỗi người nó có những cái mức độ cao thấp khác nhau, do mình hiểu biết và mình chứng đạt và mình giác ngộ cái giáo pháp nó có cái sự cao thấp khác nhau như vậy. Giờ mình lấy một cái ví dụ như là bây giờ sinh ra ở trên đời này, có những cái người thì sống lâu, có người thì chết sớm, có những người thì rất có sức khỏe phi thường, có những cái người thì rất là yếu ớt, có những cái người thì rất là xinh đẹp, có những cái người thì rất là xấu xí, có những người thì rất là thông minh trí tuệ, có những người rất là ngu si lần lộn, có những người thì rất là hung dữ độc ác, có những người rất là hiền lành hiền thiện, có những cái người có nhiều cái tài sản, có cuộc sống an vui, có những cái người thì rất là thiếu thốn về vật chất và có cái sự khổ đau bất hạnh. Đấy là cái sự khác biệt ở trên cuộc đời. Vậy thì những cái quan niệm ở trên cuộc đời, cái sự hiểu biết về những cái vấn đề này là khác nhau. Ví dụ như có những cái người ở trên đời người ta nghĩ rằng là có một cái đây là một cái sự tình cờ ngẫu nhiên, không có cái nhân duyên gì cả. Con người sinh ra thì có người đẹp người xấu, đấy là cái sự may rủi. Đây là một cái sự nói như thế thì đấy là vì người ta không thấy sự thật, người ta không thể thấy sự thiệt thật nên người ta mới nói thế. Cũng có những người thì nói rằng là do có một vị thần linh nào đấy, một cái vị có cái quyền năng nào đấy, một cái vị mà có một cái đấng siêu nhiên, có những cái năng lực, có khả năng tạo tác ra những con người, bằng cái vị đấy đã tạo ra cái sự bất đồng, cái sự cao thấp khác nhau như vậy. Nếu nói như vậy thì nó cũng không đúng với sự thật, bởi vì nếu như có một cái đấng nào tạo tác ra thì vị ấy đã không có cái sự thiên vị mà tạo tác ra cái sự cao thấp khác nhau như vậy. Nếu như những người nói như thế thì cũng chưa nói đúng sự thật, vẫn là có sự nói sai sự thật. Và cũng có những người thì tuyên bố thẳng rằng tôi không biết, tôi không hiểu, tôi không thấy,
Cái vấn đề đấy nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Thì cái người đấy cũng là cái người không biết sự thật, cũng thuộc vào hạng người ngu, không biết sự thật. Thế thì cái sự thật nó như thế nào và người ta không biết ở trên đời này, cho nên có nhiều cái tư tưởng giải thích khác nhau. Mỗi người chấp vào một cái tư tưởng đấy và nói ra cái tư tưởng khác nhau ở trên đời mà thôi. Thế thì từ khi mà Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới hiểu được cái sự thật ở trên cuộc đời là tại sao có cái người sướng, người khổ, cái người có cái sự bất đồng cao thấp đó. Thì Đức Phật nói ra cái quy luật về nhân quả nghiệp báo của mỗi cái chúng sinh khác nhau. Thì Đức Phật nói rằng là chúng sinh kẻ hạ nhiệt, người cao sang, kẻ đẹp đẽ, người thô xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh đều do cái hạnh nghiệp. Vậy thì ai mà tạo cái nhân khổ đau thì bây giờ mình, cái người đấy chịu cái quả báo khổ đau. Cái chúng sinh nào mà thường làm những cái ác nghiệp như sát sinh, giết hại mạng sống của chúng sinh khác, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tạo những cái hành động bất thiện ở nơi thân, ở nơi lời nói, ở nơi ý nghĩ, thì bây giờ chúng sinh đấy sinh ra phải tái sinh vào những cõi khổ ác thú như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna, hoặc sinh lại làm người thì những chúng sinh ấy sẽ phải chịu những cái quả báo bất hạnh như là tuổi thọ ngắn, sức khỏe yếu, hình thân sắc thô xấu, đầu trí tuệ thì thấp kém, ngu dốt, gặp nhiều cái sự bất hạnh, rủi ro, đau khổ về thân tâm, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Còn những cái người nào sống ở trên đời, người ta từng gieo cái nhân này, tránh những cái ác nghiệp, làm những cái thiện nghiệp, thì bây giờ người ta được hưởng cái phước này ở cõi nhân gian, cõi thiên giới. Thì đấy là sự thật. Vậy thì một cái người sau khi mà được nghe những cái lời dạy của Đức Phật, những cái lời thuyết giảng từ nơi Đức Phật, người ta hiểu ra các cái sự thật đấy, người ta tin là vậy là có nhân, có quả, có nghiệp báo, có những cái sự tạo nghiệp và có cái quả của nghiệp. Khi chết rồi sẽ còn tiếp tục đi tái sanh luân hồi trong các cõi. Cái người hiểu như vậy thì đấy là cái người hiểu đúng sự thật. Nhưng mà cái sự thật đó đã phải là sự thật tuyệt đối chưa? Thì cái sự thật đó vẫn chưa phải là tuyệt đối. Còn có những cái sự thật khác nó thâm sâu hơn, có những cái sự thật vi tế hơn và có những cái sự thật cao hơn thế rất nhiều lần. Vì vậy cho nên là Đức Phật, nếu như khi Đức Phật còn ở đời, Đức Phật sẽ thuyết giảng giáo pháp và Đức Phật biết rằng là người này có đủ cái trí tuệ thấy các sự thật, hiểu được các cái sự thật tuyệt đối, thì Đức Phật sẽ thuyết một cái bài pháp tuyên bố các cái sự thật tuyệt đối đấy để cho các vị đó giác ngộ ra các cái sự thật tuyệt đối này. Còn nếu như mà Đức Phật gặp một người, Đức Phật biết được là cái trí tuệ của người này không đủ để hiểu được các sự thật tuyệt đối, thì Đức Phật thuyết giảng những cái sự thật tương đối để cho cái người này sống với cái sự thật tương đối đấy và cũng tránh được cái nỗi khổ đau và cũng đạt được cái sự hạnh phúc an vui ở cái mức độ tương đối mà thôi. Ví dụ như là có một lần Đức Phật đến gặp một cái người gia chủ, một cái người cư sĩ, trong cái lúc cái vị này sắp sửa lâm chung, thì lúc đấy Đức Phật mới hỏi: này cư sĩ, ông thấy thế nào giữa cái cõi địa ngục với lại cái cõi súc sinh, thì cái cõi nào nó an vui hơn, cái cõi nào tốt hơn? Vị này nói là: bạch Đức Thế Tôn, cõi súc sinh sẽ tốt hơn là địa ngục, nếu phải sinh vào súc sinh thì vẫn còn may mắn hơn. Rồi Đức Phật lại nói: giữa súc sinh với là ngã quỷ thì cõi nào tốt hơn? Thì vị đó là: ngã quỷ sẽ tốt hơn là súc sinh. Về giữa ngã quỷ với Atuna thì cõi nào tốt hơn? Thì Atuna tốt hơn là ngã quỷ. Giữa Atuna với loài người thì cõi nào tốt hơn? Loài người sẽ tốt hơn Atuna. Giữa cái cõi người này với cái cõi tứ thiên vương thì cõi nào tốt hơn? Nếu mà cái cõi trời tứ thiên vương sẽ tốt hơn loài người. Giữa cõi tứ thiên vương với cõi đao nợ thì cõi nào tốt hơn? Thì cõi đao nội sẽ tốt hơn. Thì đấy là những cái mức độ cao hơn. Giữa cõi đao nợ với cõi dạ ma thiên thì cõi nào tốt hơn? Thì cõi
dạ ma thiên tốt hơn. Cõi dạ ma thiên với cõi đâu suốt thì cõi nào tốt hơn? Thì cõi đâu suốt tốt hơn. Cõi đâu suốt với lại cõi hoán lạc thì tốt, cõi nào tốt hơn? Thì cõi hoán lạc tốt hơn. Hoán lạc với cõi tha hóa tự tại cõi nào tốt hơn? Thì cõi tha hóa tự tại tốt hơn. Thì giữa cõi tha hóa tự tại đấy với các cái cõi phạm thiên thì cõi nào tốt hơn? Thì nhất là cõi phạm thiên sẽ tốt hơn. Phạm thiên này có tới 20 cõi từ thấp đến cao như vậy. Thì sau đó cái vị gia chủ này mới ưa thích cái cõi phạm thiên, thích thú của cõi phạm thiên, thì Đức Phật sẽ dạy cho cái vị đấy à, muốn sinh về cõi phạm thiên thì hãy hướng tâm với tâm câu hội với từ quảng đại vô biên không hận không sân, nên vị ấy có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền ấy của cái tầng thiền tâm tử đấy, thì vị đấy có thể sinh về cõi phạm thiên. Đấy là cái con đường mà Đức Phật dạy cho một cái người có thể tùy theo cái trình độ căn tánh của họ để họ hiểu ra được những cái sự thật như vậy. Có cái cõi địa ngục, có cái con đường đi vào địa ngục. Nếu người nào cảm thấy ghê sợ địa ngục thì hãy tránh xa cái con đường đi vào địa ngục ấy. Cái con đường đi vào địa ngục đấy là gì? Đó chính là khởi lên cái tâm tham lam sân hận, si mê tà kiến. Mình an trú ở cái tâm đấy, mình tạo ra những cái hành động xuất phát từ cái tâm tham sân si đấy. Mình xuất phát sinh ra những cái lời nói xuất phát từ cái tâm tham sân si đấy. Thì những cái suy nghĩ của mình cứ chìm lắm ở trong những cái tâm bất thiện đấy. Đấy là con đường sẽ đi vào địa ngục. Nếu như cái con đường đấy nó mà mạnh mẽ thì đó là vào địa ngục. Mà nó cái sự sinh khởi lên những cái tâm bất thiện đó nó nhẹ hơn một chút thì đó là con đường đi vào súc sinh, hay là cái nó nhẹ hơn nữa thì sinh làm ngã quỷ Atula, hoặc là cái tâm bất thiện đấy nó ít hơn, nó có những cái tâm thiện nó nổi trội hơn thì sẽ sinh lại làm cái cõi người, hoặc là cái cõi tâm thiện nó lớn hơn nữa thì mình sinh làm cõi chư thiên, lớn hơn nữa thì sinh làm cõi phạm thiên. Đấy là những cái con đường, đó cũng là những sự thật. Cái người nào hiểu như thế, thấy như thế, biết như thế thì mới là cái người đang hiểu cái sự ra sự thật, thấy các cái sự thật, biết các cái sự thật, nhưng đó vẫn chỉ là sự thật tương đối, chưa phải là sự thật tuyệt đối. Thế thì cái sự thật tương đối là như thế, nên là Đức Phật dạy cho một cái người biết đó là có những cái cõi khổ đau, có những cái con đường đi vào cõi khổ đau, có những cái cõi an vui, có những cái con đường đi đến cõi an vui đấy. Để mà một cái người, ví dụ như là người ta muốn hưởng những cái niềm vui được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, có trí tuệ ở trên thế gian này, thì Đức Phật dạy cho người đấy biết làm những cái phước này, biết bố thí, biết giữ giới, biết cung kính, biết phục vụ, biết làm những cái thiện nghiệp để mà được hưởng những cái phước này ở cái cõi thế gian, ở cái cõi nhân thiên. Hay là cái người chúng sinh nào mà muốn hưởng những cái phước lành ở cái cõi phạm thiên thì Đức Phật dạy cho những cái vị đó thực hành những cái pháp thiền chỉ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền để sinh về các cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thành tựu những cái pháp không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ để mà sinh về những cái cõi thiền ở cõi vô sắc giới, cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đấy là cái người nào mà biết rõ những cái con đường, thông thạo được cái con đường ở trong tam giới như vậy, đấy mới là cái người có được cái trí tuệ ở cái mức tương đối, vì vị đó hiểu ra các cái sự thật. Thì cũng có những cái người ở trên cuộc đời này, người ta có thể tu tập, người ta có thể nhập định, với tâm nhập định, người ta hướng thấy được những cái đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, 100 đời, 1000 đời, nhiều thành kiếp, hoại kiếp. Người ta thấy mình chết ở chỗ này, sinh về cái cõi kia. Hoặc là một cái người mà có thể thấy được các cái cõi sống khác nhau của các chúng sinh, biết tại sao cái chúng sinh này sinh về cõi thiên giới, biết chúng sinh này sinh về cõi địa ngục là do cái nhân duyên gì. Thì cái người mà thấy như vậy là cái người mà có thể có được cái trí tuệ thấy được cái điều đó, thì đó là cái người có được cái trí tuệ thấy được các cái sự thật rất là cao, nhưng đó là cái người giác ngộ được cái sự thật tương đối, chứ chưa phải là cái người giác ngộ được sự thật tuyệt đối.
đấy, vẫn còn là ở trong cái tương đối. Vậy cái sự thật tuyệt đối là gì? Cái sự thật tuyệt đối thì Đức Phật sẽ giảng dạy về các cái sự thật. Sự thật tuyệt đối đó là khổ, đó là nhân sinh ra khổ, đó là sự hết chấm dứt khổ, và đó là con đường chấm dứt khổ. Đó mới là sự thật tuyệt đối. Sự thật tuyệt đối đó là một cái người hiểu ra một cái sự thật đó là chúng sinh ở dưới địa ngục là khổ đương nhiên, vì cái khổ đó nó rất rõ ràng. Nếu như mà ai có thiên nhãn để nhìn thấy địa ngục thì sẽ rất đáng sợ. Hay là bây giờ mình chỉ nhìn thấy những cái lò giết mổ, nhìn thấy những cái con chúng sinh nó bị cắt ra xẻ thịt, nó bị thiêu đốt, nó đang la hét, đó cũng có thể là một cái sự phản chiếu của địa ngục. Địa ngục đau khổ hơn thế rất nhiều lần, nhưng nó cũng có những cái hình ảnh tàn sát như vậy. Vậy thì mình có thể suy xét như thế, mình biết có cái sự thật đó là địa ngục là khổ, súc sinh là khổ, bởi vì cái loài lớn nuốt cái loài bé, và nó không có cái đạo đức tình thương nhân ái gì với nhau cả. Cái con này nuốt sống con kia, vậy thì súc sinh là khổ, ngã quỷ là khổ, bởi vì luôn đói khát và không được thỏa mãn những cái điều ao ước. Atuna là khổ vì luôn luôn đánh nhau. Cõi nhân loại này là khổ, thì ai là người khổ? Có những cái người mà người ta bị tàn tật tàn phế, đang bị đau về cái thân thể già bệnh chết, cái tâm sầu bi khổ ưu não mong cầu không được là khổ, oán trái mà phải sống với nhau là khổ, thương yêu mà phải xa cách nhau là khổ, thân này luôn luôn có cái sự bất an, tâm có cái sự bất an là khổ, chấp thân năm uẩn khổ, thì đương nhiên là khổ rồi. Vậy những người sống lâu là người ta an vui hay người ta khổ? Sống lâu cũng khổ, sống ngày nào khổ ngày đấy, càng sống lâu càng khổ nhiều. Cái người mà người ta có sức khỏe thì người ta sướng hay khổ? Cái người có mạnh khỏe cũng khổ, vì cái thân này tuy nó mạnh khỏe đấy, nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn đầy những cái nỗi bất an, cái sự đói khát nóng nảy, những cái sự xúc chạm đối với những cái không khả ái, thì nó vẫn đầy dẫy những cái nỗi khổ. Cái người có nhiều tài sản với người ít tài sản đều khổ. Người không có tài sản đang mong cầu tài sản, người ta cũng khổ. Cái người thừa thãi tài sản đang phải canh giữ tài sản cũng rất là khổ. Họ chẳng có ai là sung sướng hết. Cái người đẹp với người xấu thì sao? Người xấu cũng khổ vì tự cảm thấy mình xấu xí buồn. Cái người đẹp cũng khổ vì luôn luôn kiêu mạn nghĩ là mình đẹp hơn người khác. Cái người ngu với người trí cũng khổ như nhau. Người ngu thì khổ vì không có hiểu biết gì. Cái người thông minh một chút cũng khổ, cái tâm lúc nào cũng phải phân tích suy luận so sánh hơn thua cũng khổ. Vậy thì cõi nhân loại này mình trông như thế thì ai cũng khổ. Nhưng mà có những người người ta đang an vui, có những người ấy, người ta là tôi đang rất là hoan hỷ, tôi đang rất là an lạc, thì trong cái hoan hỷ nó cũng khổ, trong cái an lạc nó cũng khổ. Với một cái pháp chân đế mà nhìn thì cái gì nó cũng khổ. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái lúc này, nhìn thấy cái người kia, người ta đang vui vẻ, đang hấn hở, đang tươi cười, đang thích thú, nhưng người ta đang vui trên cái khổ, người ta đang hưởng cái dục lạc trên cái khổ, người ta đang thích thú trên cái khổ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cảm thọ vui đấy nó cũng thoáng qua, nó sinh lên, nó diệt đi, và nó không có thể trú mãi trong cái hỷ đấy được. Cái hỷ đấy không phải không hề có cái sự an vui ở trong đấy, mà nó là đang cái hỷ là cái niềm vui tạm bợ đấy thôi, nhưng mà nó đang vui trên cái khổ chứ không phải là vui thật. Vui trong cái hưởng thụ dục là cũng là vui mà khổ, chứ không phải cái vui đấy mà là vui thật. Cái vui nó chỉ là tương đối. Thế thì cõi người này sẽ không tìm thấy cái vui ở đâu, không tìm thấy cái hạnh phúc thật. Đấy là bằng cái trí tuệ, bằng cái sự thật tuyệt đối. Khi mà bằng cái trí tuệ tuyệt đối, sự thật tuyệt đối, sẽ không tìm thấy cái hạnh phúc, cái an vui thật sự ở cái cõi người. Bắt đầu tìm lên cõi trời, thấy các vị chư thiên không phải lao động vất vả, không phải làm những cái việc bất tịnh, khổ sở như thế gian này.
Các vị ấy có thể tự hóa ra, hiện ra những cái việc cần dùng. Vị ấy cần thức ăn, vị ấy có thể dùng cái ý muốn của mình tạo ra thức ăn. Vị ấy cần y phục, có thể dùng ý muốn của mình tạo ra y phục. Cái thức ăn nó vào bụng nó biến mất, nó không cần đi lại tiểu tiện, nên là các vị ấy không cần phải xây nhà vệ sinh. Ở trên đấy không có những cái sự ô nhiễm, cho nên là người ta không phải lau dọn quét chùi những cái sự bẩn thỉu như thế gian. Vậy thì cái việc làm người ta là gì? Đó là chỉ ca nhạc múa hát, rồi là sống trong hí tiếu, sống với những cái niềm vui ngày ngày qua tháng nọ. Vậy thì có cái gì là khổ không? Vẫn khổ, bởi vì cái hạnh phúc đấy, cái an lạc đấy, cái vinh quang ấy, cái hào nhoáng đấy, nó vẫn được xây dựng trên cái giả tạm, cái vô thường. Tức là nó luôn luôn sinh diệt. Cái niềm vui ấy, nó vui quá, nhiều vị chư thiên vui quá mà chết vui, chết trong cái hí tiếu, chết trong cái niềm vui. Có cái vị thì lại chết trong cái tâm ngã mạn, nghĩ rằng mình hơn người khác. Có những vị chết trong cái tâm ghen tị, thấy rằng mình có hào quang kém người khác. Bởi vì ở đâu còn cái thân, còn cái tâm, còn cái danh sắc, thì ở đấy vẫn còn có cái khổ, có cái sự vô thường, có cái sự sinh diệt ở trong đó. Vậy tìm ở cái cõi chư thiên, dù là có vui hơn ở cõi nhân gian, hơn ở cõi nhân loại, nhưng vẫn không phải là khổ. Cũng chỉ nó chỉ là một cái sự, một cái khổ nó vi tế đi, chứ nó không phải là nó không có. Thì ở cái cõi địa ngục thì cái cõi khổ nó rất rõ ràng, nhưng mà đến cái cõi súc sinh là cái khổ nó đã giảm đi rồi. Nhưng mà đến cái cõi nhân loại con người này thì cái khổ nó đã giảm đi rất rõ rệt so với ở cái cõi súc sinh. Nhưng mà đến cái cõi thiên giới, các vị chư thiên, thì cái khổ nó lại vi tế hơn ở cõi người. Rồi tìm lên cái cõi phạm thiên, các vị phạm thiên thậm chí không cần phải ăn, các vị ấy cũng không tìm cái niềm vui từ ở cái sự phải đi tìm kiếm thức ăn, ca nhạc múa hát. Các vị phạm thiên cũng không ưa thích những cái đó, mà các vị đấy chỉ có tìm niềm vui ở trong cái sự an trú trong các cái tâm thiền. Các vị đấy với cái tâm trú ở trong thiền, sống ở trong cái hỷ lạc của các cái pháp thiền mà các vị đã thành tựu, thì lại còn cao thượng thù thắng hơn. Nhưng mà trong những cái tâm thiền ấy được hưởng cái sự hỷ lạc rất là sung mãn đấy, nhưng mà những cái hỷ lạc đấy nó cũng sinh diệt liên tục, nó cũng không có tồn tại mãi mãi. Cho nên là nó vẫn có cái vô thường, có cái khổ ở trong cái vô thường, và có cái vô ngã ở trong cái khổ đấy. Cho đến các vị mà phạm thiên cõi vô sắc giới, các vị ấy nghĩ rằng có cái thân này thì sẽ có già, có bệnh, có nhiều cái tai hại, có nhiều cái mệt nhọc, có nhiều cái nặng nề, có nhiều cái phải chăm sóc. Vậy ta hãy trú ở trong cái trạng thái vô sắc, rồi sinh về cái cõi vô sắc, chỉ có tâm mà không có thân. Thì các vị ấy sinh về đấy chỉ có thọ tưởng hành thức mà không có sắc, không có thân. Thì các vị ấy là vui hay khổ? Thì các vị ấy so với các vị phạm thiên thì hạnh phúc hơn, an vui hơn, bởi vì không còn cái thân, không còn cái sự nặng nề, chỉ còn cái trạng thái của tâm. Nhưng mà cái tâm nó vẫn luôn luôn sinh diệt, vì nó sinh diệt nên nó là vô thường, vô thường nên nó là khổ, là vô ngã. Bởi vì vì vậy cho nên là ở đó vẫn còn có khổ. Vậy thì với một cái sự thật tuyệt đối, cái sự thật tuyệt đối mà một cái điều mà Đức Phật giảng cho những người có thượng trí hiểu ra, thì thấy rằng là không có cái hạnh phúc thật ở thế gian này, mà chỉ có cái khổ mà thôi. Vậy thì cái người nào mà giác ngộ ra được một cái sự thật như thế, thì vị đó sẽ thấy không có cái hạnh phúc ở trong cái mà thế gian cho là hạnh phúc, sống lâu mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, hay là hạnh phúc ở cõi nhân, cõi thiên, cõi phạm thiên, cõi vô sắc, có trong tam giới này, không có cái sự an vui, có cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc tuyệt đối thật, mà chỉ có cái khổ ít hay khổ nhiều mà thôi. Khổ quá nhiều là ở cái cõi khổ, mà cái khổ ít hơn là ở cái cõi không khổ này. Cõi người không là cõi người là cái cõi là không gọi là cõi khổ, nhưng mà vẫn khổ. Chẳng mấy ai nghĩ rằng cuộc đời là an vui, mà vẫn là vui ít khổ nhiều. Thì các cõi khác cũng thế. Vậy một người thấy được cái sự thật như thế mới là thấy được cái sự thật tuyệt đối. Hiểu ra cái điều đó mới hiểu ra sự thật tuyệt đối. Thì bây giờ trên đời này mình đi tìm cái gì? Mình đi tìm
cái hạnh phúc. Nhưng mà có cái hạnh phúc thật không? Thì người ta sẽ, cái hạnh phúc đấy nó chỉ được quy định thôi, nó chỉ được chế định ra rằng à, một cái người mà hạnh phúc đó là cái người có nhiều những cái điều, đạt được nhiều những cái điều mình mong muốn. Vị ấy mong muốn tài sản thì có tài sản, nhưng có tài sản rồi vị ấy cũng chưa được hạnh phúc. Vị ấy mong muốn có danh vọng, vị ấy đạt được danh vọng, nhưng thật sự khi có danh vọng rồi mình cũng chưa được hạnh phúc. Khi vị ấy mong muốn có quyền lực, vị ấy đạt được quyền lực, thì người vị ấy tưởng rằng mình có được những cái thứ đấy, rồi bắt đầu mình đem ra so sánh, à mình hơn người khác, nhìn xuống mình hơn rất nhiều người, và mình cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Nó chỉ là một cái sự so sánh, và cái hạnh phúc ấy nó chẳng qua nó chỉ là một cái sự ngã mạn thôi, chứ nó không phải là thật. Rồi người mình nhìn lên mình vẫn còn thấy có nhiều người vẫn còn hơn, vậy thì vẫn chưa phải có cái hạnh phúc nào tuyệt đối cả. Vậy thì cái hạnh phúc tuyệt đối đó là cái mà khi nào mình hiểu ra được cái sự thật tuyệt đối thì lúc đấy nó mới có được cái sự an vui tuyệt đối. Chứ còn ở thế gian này nó không có cái an vui tuyệt đối thật, mà nó chỉ có cái sự an vui tương đối vậy thôi. Cho nên là có thể mình được sinh làm người, mình so với ở địa ngục ngã quỷ súc sinh là an vui lắm rồi. Nhưng mà các vị chư thiên người ta thấy mình còn khổ đau, nếu mình được sinh chư thiên phạm thiên còn an vui hơn. Nhưng mà thật ra cả tam giới này vẫn chưa an vui thật, mà an vui thật chỉ khi nào mình chấm dứt hết tất cả cái sự tái sinh trong tam giới. Vậy thì đấy mới là cái sự thật tuyệt đối. Vậy thì cái người hiểu ra cái sự khổ đó là sự thật tuyệt đối, và cái nguyên nhân sinh ra khổ đó là cái nhân sinh ra khổ là cái gì, tại sao mà chúng sinh lại ở trong cái cõi khổ thế. Nguyên nhân sinh ra khổ chính là cái ảo tưởng sai lầm của cái con người. Ví dụ như là một cái người mình sinh ra làm người, mà mình thấy rằng là à, cái thân này là của tôi, cái cảm thọ này là của tôi, cái hành động này là tôi, những cái tư tưởng là tôi, những cái nhận thức đấy là tôi, là tự ngã của tôi. Mình có cái tham ái đối với cái thân, với cái tâm này, đó chính là nhân sinh ra khổ. Mình có cứ cái chúng sinh là có cái thân, cái năm uẩn, nó tham ái chấp thủ với cái thân năm uẩn đó, đó chính là nhân sinh ra khổ. Vậy thì chúng sinh mà sinh ra ở cái cõi người này, mình tham ái chấp thủ với cái thân này, đó là nguyên nhân mà mình khổ đau. Chúng sinh mà sinh làm chư thiên, người ta tham ái chấp thủ với cái thân chư thiên. Chúng sinh mà sinh làm phạm thiên, người ta tham ái chấp thủ với cái thân sinh làm phạm thiên, đó là nguyên nhân của khổ đau. Vậy thì cái người mà hiểu ra được cái nguyên nhân sinh ra khổ, cái đó là cái sự thật, và có cái sự chấm dứt khổ, đó là khi nào mà mình diệt trừ ra được cái nguyên nhân sinh ra khổ này. Khi nào mình diệt trừ ra được cái tham ái đối với lại cái nếu là con người, mình diệt trừ ra tham ái đối với cái thân năm uẩn của con người này, thì đó là thì sẽ chấm dứt khổ. Chư thiên mà diệt trừ được tham ái đối với thân chư thiên, phạm thiên diệt trừ ra được tham ái chấp thủ với cái thân phạm thiên đó, thì chấm dứt khổ. Vậy thì bây giờ vấn đề là làm sao để mình diệt trừ được cái tham ái, cái chấp thủ, cái ảo tưởng với cái thân tâm này, bên trong bên ngoài, quá khứ hiện tại tương lai, làm sao mà mình đoạn trừ được nó. Đấy là con đường đi đến thoát khổ, đấy là con đường cần phải tu tập, đấy là cái con đường cần phải chứng đạt, chứng đắc và chứng ngộ. Thì đấy là cái con đường cần phải tu tập làm sao để mình có được cái trí tuệ, hiểu ra cái sự thật tuyệt đối này. Thì đấy mới là cái pháp thâm sâu, đấy mới là cái pháp mà Đức Phật giảng dạy. Thì tất cả các cái pháp Đức Phật giảng dạy, muôn ngàn những bài kinh khác nhau, nhưng đều có một cái mục đích, đó là thoát khổ. Đức Phật chỉ dạy ra, tất cả cái giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy để cho mình hiểu về khổ, hiểu về nguyên nhân sinh ra khổ, và hiểu về chữ chấm dứt khổ. Như trăm sông đổ ra biển, nước biển mênh mông chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát khổ đau, không có một cái vị nào khác. Tất cả cái sự mình học giáo pháp để hiểu con đường đi đến giải thoát khổ đau, mình thực hành giáo pháp để mình cũng là cái con đường, mình đang đi trên cái con đường để chấm dứt khổ đau. Mà con đường chấm dứt khổ đau đấy là gì? Đó là đoạn trừ được những nguyên nhân sinh ra khổ, không có cái gì khác. Đấy thì nguyên nhân sinh ra khổ là cái gì? Chính là cái ảo tưởng, cái hiểu sai của mình.
Còn bây giờ mình chấm dứt khổ đau đó là mình hiểu đúng thôi. Ví dụ một người hiểu sai, thế ví dụ như là bây giờ một cái người nhìn vào cái nhà này, thì một cái người sẽ nói đây là cái nhà này đẹp quá. Hay là có những người không ưa thích thì nói là ai xây cái nhà này mà xây xấu xí thế, không có thẩm mỹ thế nào cả, rất là xấu. Thì cái người đấy là cái người ngu ở thế gian. Vì cái nhà này nó tìm cái đẹp là cái gì nó đẹp, cái màu sơn này nó đẹp hay sao, bây giờ nột sơn đi nó còn đẹp nữa không? Vậy thì chả lẽ là cái sơn này nó đẹp ấy. Vậy thì cầm cái thùng sơn lên ngắm thì nó có đẹp không? Nó không thấy cái đẹp ở trong cái thùng trơn ấy. Để nói là vậy thì cái vôi vữa nó đẹp à? Nột vôi vữa là không thấy nó đẹp. Vậy gạch ngói hay là sắt xếp xi măng ở trong nó đẹp? Không có. Vậy cái người nào mà thấy là cái nhà này đẹp đó là bị ảo tưởng, không đúng, không phải là thấy sự thật. Nhưng mà cũng có những người nghĩ rằng là cái nhà này nó không có phải là, nó chỉ là đất cát gạch ngói xi măng này là nó kết hợp với cái người ta xây dựng vào, thì cái người đấy sẽ có được một cái hiểu ra sự thật, hiểu ra sự thật, nhưng đó chỉ là sự thật tương đối, chưa phải sự thật tuyệt đối. Vậy sự thật tương đối đó là sẽ thấy một cái người thấy được rằng là trong cái nhà này quán ra nó chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió. Dù nó là sắt thép xi măng hay nó là bất cứ một cái vật liệu gì, nó cũng chỉ là bốn đại chủng đất, nước, lửa, gió mà thôi. Và chia sẻ mổ xẻ phân tích nó ra từng những cái hạt nhỏ nhất như cái hạt cát, rồi lại chia cái hạt cát này nó ra thành 100 phần, lấy một phần của 100 của cái hạt cát lại chia ra 100 lần nữa, rồi lại lấy một phần của 100 của 1% của hạt cát lại chia nó ra 100 lần nữa. Cứ chia như vậy cho đến 100 lần thì nó là cái gì? Có thể rằng lúc đấy vì đó sẽ tìm ra được một cái hạt vật chất nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ không còn nhỏ hơn được nữa, thì được gọi nó là hạt vi trần. Hạt vi trần hay là còn gọi là hạt sắc. Sắc, thế thì nhìn sâu vào cái hạt sắc ấy, nó chỉ có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị, có cái tính thời tiết của nó. Vậy nó là sắc thời tiết, bởi vì nó có cái hỏa đại trong đấy, nó sinh, nó diệt rồi nó lại sinh ra. Đấy là nhìn ra cái sự thật tuyệt đối của nó là như vậy. Vậy thì cái nhà này nó là như vậy. Vậy thì lúc đấy vị đó nhìn thấy các thứ khác cũng thế. Vị đó nhìn vào một cục vàng với một cục đá. Một cái người khác mình nhìn bằng cái con mắt thường ở trên đời, mình thấy cục vàng này rất là giá trị, còn cái cục đá này vô giá trị, không có gì giá trị cả. Nhưng mà với một cái người có cái trí tuệ phân tích chia sẻ mổ xẻ nó ra, cũng giống như mình mổ xẻ cái nhà ấy, đến những cái hạt vật chất cuối cùng ấy, thì thấy vàng hay đá hay đất hay là tất cả những cái thứ vật chất khác, nó ở cái dạng vật chất cuối cùng là nó như nhau, nó chỉ có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu mùi vị dưỡng chất vậy thôi. Nó do cái hỏa đại sinh cho nên nó thuộc về thời tiết. Vậy thì những cái tất cả những cái vật chất trên đời này, đấy là những cái bên ngoài, nó chỉ là thời tiết vậy thôi, đó là sự thật tuyệt đối. Vậy thì mình sẽ thấy rằng sự thật tuyệt đối là như thế, tất cả mọi thứ vật chất ở trên cuộc đời này nó chỉ là đất, nước, lửa, gió. Khi bắt đầu người ta nhìn bằng cái con mắt bình thường, người ta sẽ thấy ở trên đời này có người đẹp, có người xấu, có những cái người nam, có người nữ, có những cái người có thấp, người cao, người béo, người gầy, có những cái hình dáng khác nhau. Cho nên người ta bảo người này là người đẹp, người này xinh xắn, người ưa khả ái dễ nhìn, cái người này xấu xí, cái người này lùn, cái người này là cao, người này mập, cái người này gầy. Thì đấy là nhìn bằng cái con mắt thường tình ở thế gian là như thế. Nhưng mà nếu như mà nhìn bằng cái con mắt trí tuệ, mổ xẻ chia sẻ phân tích nó ra theo cái pháp thiền tứ đại, thì một cái người nào mà thực hành pháp thiền tứ đại chia sẻ mổ xẻ phân tích ra, thì sẽ thấy cái sự thật tột cùng của cái người này, nó không có, thì nó cũng chỉ là những cái sắc pháp vậy thôi. Mình có thể phân tích ra thì vị đó có những cái hạt sắc do cái thời tiết nó sinh, cũng giống như ở bên ngoài có những cái hạt sắc do thức ăn nó sinh, tức là hàng ngày những vị đấy ăn vào, rồi là nó có cái dinh dưỡng, nó tạo ra những cái sắc pháp, nó nuôi dưỡng cái thân này. Nên người nào ăn nhiều thì cái thân nó béo hơn cái người ăn ít một tí.
Rồi là nó cũng còn do cái nghiệp ở quá khứ. Người nào trong cái nghiệp quá khứ có cái thiện nghiệp một chút thì đời này có cái thân khỏe mạnh. Người nào có cái ác nghiệp nhiều hơn thì có cái thân nó ốm yếu. Người nào trong quá khứ có cái thiện nghiệp về từ ái một chút thì bây giờ người đấy có cái sắc thân xinh xắn. Người nào mà có cái tâm thô lỗ một chút thì bây giờ có cái sắc thân nó xấu xí. Như vậy một phần nó do cái tâm hiện tại. Cái người nào mà cái tâm hiện tại hoan hỷ vui vẻ, có cái tâm thiện nhiều thì bây giờ cái sắc thân nó cũng có cái, tức là trông cũng hiền hậu. Còn những người nào mà hay khởi lên cái tâm bất mãn, cau có bực bội, phiền não nhiều thì bây giờ trông cái thân của cái người đấy trông nó cũng hung hãn dữ tợn. Nên vậy thì nó cũng chỉ là cái sắc ấy, nó do nghiệp sinh, do tâm sinh, do thời tiết sinh, do vật thực sinh. Thì cái người có cái trí tuệ, tuệ chi ra được như thế thì đấy là cái người thấy được cái sự thật tột cùng, thấy được cái sự thật tuyệt đối. Còn cái người mà mình chỉ nhìn trên cái bề ngoài thôi, có những cái người người ta rất là xấu nhưng người ta đánh phấn bôi son mặc quần áo đẹp vào, thế là người khác nhìn vào ôi người này đẹp nhỉ, thế là mai người ta không đánh phấn bôi son, không mặc quần áo đẹp nữa, nhìn vào ôi người này xấu nhỉ. Đấy là cái nhìn của người ngu, cái người không có trí tuệ. Mà một cái người có trí tuệ hơn thì lại quán rằng này, đẹp thì cũng là 32 thể trưởng, tóc lông móng, răng da thịt gân, mổ xẻ chia sẻ ra, tim gan phèo phổi mà đánh đống vào với nhau thì nó cũng như nhau thôi, thân thể nào cũng hôi thối bất tịnh như thế. Thì đấy cũng là cái người mà thấy được cái sự thật hơn một chút, nhưng đó chỉ là sự thật tương đối. Còn cái người nào mà thấy ra được cái sự thật tuyệt đối, đó là thấy ra được những cái hạt sắc chân đế ở trong cái thân thể của mình và của người khác, của tất cả chúng sinh, thì đó là người đó thấy được cái sự thật tuyệt đối. Cái người mà ngu si thấy được, không thấy cái sự thật đó, là cái người bị ảo tưởng, thấy rằng là có người này đẹp, người này xấu, thì cái người đấy sẽ khởi lên những cái tâm tham ái hoặc sân hận hoặc tà kiến. Ví dụ người đấy nhìn rằng người này đẹp quá, người đấy có thể tham ái với cái sắc đẹp của người khác. Vì đó nhìn vào trong thân mình, soi gương nhìn vào thân mình, vì đó thấy mình đẹp quá, sẽ tham ái với chính mình, ngã mạn với chính mình. Thì cái đấy là cái nhìn của người ngu, không phải người trí, không thấy sự thật. Còn cái người mà có biết quán nào là cái thân này nó chỉ là đất nước lửa gió, nó chỉ là những cái uế trược, nó không có cái người nào cũng thế, nó cũng chỉ là cái thân bất tịnh thôi, thì cái người đấy sẽ khởi lên được những cái tâm thiện thuộc về dục giới. Những cái tâm thiện đấy nó cũng là cái tâm thuộc về cái trí tuệ tương đối. Vậy cái người đã thấy được cái sự thật tương đối. Còn cái người nào nhìn vào cái sắc thân, thấy ra được những cái hạt sắc nó sinh diệt liên tục, đó là cái người thấy được sự thật tuyệt đối. Vậy thì Đức Phật sẽ dạy cho, có những người Đức Phật sẽ dạy những cái sự thật tương đối để cái người đấy hiểu ra cái sự thật tương đối, hoặc là đôi khi Đức Phật dạy ra những cái sự thật tuyệt đối để cho người đó hiểu ra cái sự thật tuyệt đối. Nhưng sự thật tuyệt đối thì cần phải có cái sự quan sát, có cái sự tu tập. Ví dụ như là mình đang thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền định, rồi sau đó mình có được cái nội tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, cái tâm thật sự trong sáng, không cấu uế, không phiền não, nhu nhuyễn ấy. Từ cái tâm đấy mình mới có thể phát triển ra được cái trí tuệ để thấy được sự thật tuyệt đối. Vậy thì cái mục đích của mình tu tập hành thiền là để mình thấy các sự thật tuyệt đối, chứ mình không dừng lại ở cái sự thật tương đối. Còn những người nào mình chỉ học giáo pháp, mình chỉ nghe giảng pháp, mình hiểu ra các cái sự thật, thì mình chỉ dừng lại ở cái sự thật tương đối thôi, mình không đạt đến là hiểu được cái sự thật tuyệt đối. Cũng như vậy, có những cái người mà bắt đầu mình có những cái tâm lý trong cái trạng thái tâm này, ví dụ như là có những cái người ta khởi lên những cái tâm mà người ta cũng không biết. Ví dụ người ta chỉ nghĩ rằng tôi đang vui, tôi đang buồn đây, tôi đang làm việc này đây, tôi đang có cái tư tưởng này đây, tôi có cái nhận thức như thế này đây. Thì cái người đấy, người ta nghĩ rằng nó có cái tôi ở trong cái cảm giác vui buồn. Họ thấy có cái tôi ở trong cái tư tưởng suy nghĩ, người ta có cái tôi ở trong cái nhận thức, cái hiểu biết,
người ta có cái tôi ở trong những cái hành động, ở trong những cái dự định, những cái công việc mà vị đó, những cái hành động của thân khẩu ý của vị đó, thì vị đó có cái tôi, suy nghĩ nó có cái tôi ở trong đấy, thì đó là một cái người không hiểu ra cái sự thật. Cái người mà hiểu ra cái sự thật thì vị đó sẽ thấy rằng là đó là, nó là cái trạng thái của cái tâm, nó là có cái trạng thái của cái thọ, của cái tưởng, của cái hành, của cái thức. Cái người mà có cái hiểu ra như thế thì sẽ không có chấp đó là cái tôi, thì nó có cái trí tuệ hơn. Còn cái người mà có cái trí tuệ tuyệt đối thì vị đó sẽ biết được mỗi một khi có một cái tâm nó khởi lên, ví dụ như là một cái tâm tham nó khởi lên, thì vị đó biết được là cái tâm tham này nó sinh cùng với cái những cái tâm như là nó có cái căn, nó phải tiếp xúc với cái cảnh trần, nó là do những cái tác ý, phi như lý tác ý, tác ý không chân chánh, nó mới khởi lên cái tâm tham. Vị đó phân tích ra được từ cái tâm tham ấy, nó có si, có vô tàm, có vô quý, có phóng dật, có tham, có tà kiến, hay là nó có cái sự ngã mạn, hay là có cái sự xúi dục hay không có sự xúi dục, hay khi tâm sân nó khởi lên, vị đó sẽ phân tích thấy ra được những cái tâm sở của cái tâm sân ấy, nó đi kèm đây là vì nó cái tâm si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân, lận dật hối, hay là một cái tâm thiện nó khởi lên, thì vị đó thấy trong cái tâm thiện đó nó có những cái tâm tịnh hảo nó đi kèm, nó có tín, có niệm, có tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, tâm chân chánh, tâm trí tuệ, nó cùng đi kèm với những cái tâm đấy, thì cái vị đó thấy ra được cái sự thật tột cùng của các cái trạng thái tâm. Tâm nó đi kèm với các tâm sở, ở các cái, nó đi theo các cái nội trình tâm, ở các cái căn môn, sáu căn, tiếp xúc với sáu cảnh, tùy theo cái sự tác ý mà nó sinh lên những cái tâm thiện, tâm bất thiện, tâm cao thượng, tâm hạ điển. Thì đấy là cái người đấy thấy được cái sự thật tột cùng ở cả cái vật chất, thấy ra cái sự thật tột cùng ở cả cái tinh thần, thấy ra cái sự khổ ở cái thân, thấy ra cái sự khổ ở cái nơi tâm, thấy ra được cái nhân sinh ra khổ ở nơi thân, ở nơi tâm, thấy ra được cái sự chấm dứt của cái khổ này, đó là thân hay tâm nó sinh lên rồi nó cũng diệt đi luôn, nên nó là vô thường. Vì vô thường nên nó khổ, vì khổ cho nên nó là rỗng không, giả tạm, không có tự thể, không có tự ngã. Thì cái sự hiểu biết như vậy là thấy được cái sự thật tột cùng, và cái con đường để đoạn, để chấm dứt được cái nhân sinh ra khổ đó, đó là cái sự hiểu ra các cái sự thật đó, cái tuệ chi được các sự thật, hiểu ra được các sự thật ở cái mức độ thấp thì vị đó sẽ giải thoát ở cái mức độ thấp, vị đó hiểu ra ở cái mức độ cao thì vị đó giải thoát ở mức độ cao, vị đó chấm dứt được khổ ở cái mức độ tương đối, hoặc chấm dứt khổ ở cái mức độ tuyệt đối. Một cái người mà hiểu được cái sự thật tương đối, vị đó sẽ chấm dứt được khổ ở cái mức tương đối. Vị người nào mà hiểu ra cái khổ ở cái mức tuyệt đối thì vị đó chấm dứt được khổ ở cái mức độ tuyệt đối. Vậy thì những cái pháp mà mình có thể thực hành hàng ngày, nhưng mà tạo những cái phước này như là bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, làm những cái việc lợi ích cho người khác, hay là thực hành các cái thực hành thiền định, đó là mình đang tạo ra những cái nhân an vui, những cái nhân hạnh phúc an này. Nhưng mà đấy là những cái an vui tương đối, và mình hiểu rằng mình đang làm những cái việc này là có lợi ích, thì cái sự hiểu biết đó là hiểu biết cái sự thật tương đối. Còn cái người nào mà cái vị đó thực hành cái pháp thiền chỉ, sau đó vị đó thành tựu được pháp thiền chỉ rồi, vị đó dùng cái tâm định tĩnh đó, vị đó thực hành các pháp thiền quán, vị đó phân tích ra được đây là danh sắc ở trên cái thân, cái tâm, bên trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại, tương lai, cao thượng, hạ liệt, cái gì nó cũng chỉ là danh sắc. Vì đó tìm ra được các cái nhân sinh ra danh sắc, đó là cái pháp duyên khởi, do cái này có thì cái kia có, do cái này sinh thì cái kia sinh, do cái này không có thì cái kia không có, do cái này diệt thì cái kia diệt. Tức là vị đó tuệ chi được cái vòng duyên khởi vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh, lão tử, chết, sầu, bi, khổ, yêu lao. Vì đó tuệ chi ra đấy là nhân sinh ra khổ, vì đó hiểu được như thế. Rồi vị đó thấy được cái sự chấm dứt của vô minh thì chấm dứt của
hành, chấm dứt của hành thì chấm dứt của thức. Thức diệt thì danh sắc lục nhập xúc thọ hữu tử sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não nó diệt, tức là vị đó thấy được cái tính nhân sinh thì quả sinh, nhân diệt thì quả diệt. Đấy là vị đó tuệ chi được như vậy thì vị đó chấm dứt được khổ. Và cái con đường chấm dứt khổ là cái quá trình vị đó phát triển cái trí tuệ đấy. Đấy, vậy thì cái con đường để đi thoát khổ là cái con đường mình phát triển trí tuệ từ thấp cho đến cao, cho đến khi nào mình hiểu ra các cái sự thật tuyệt đối thì lúc đấy mình sẽ chấm dứt được cái khổ ở cái mức tuyệt đối. Thì đó là có hai cái sự thật này như vậy. Có cái sự thật tương đối, mình cần phải, một cái người học Phật Pháp sẽ có hai cái sự thật để cho mình trau dồi phát triển. Đó là mình hiểu ra được cái sự thật tương đối thì mình sẽ đạt được những cái an vui ở cái mức độ tương đối. Mình hiểu ra được cái sự thật ở cái mức độ tuyệt đối thì mình sẽ đạt được cái sự an vui tuyệt đối. Chỉ có hai con đường đấy. Và tất cả cái giáo pháp của Đức Phật cũng chỉ dạy hai cái cách đấy. Một là để cho một người có thể đạt được sự an vui ở mức độ tương đối, và cái con đường để cho một người có thể đạt được cái sự an vui ở mức tuyệt đối. Nên là khi mà Đức Phật gặp một người, Đức Phật biết người này có thể giác ngộ được cái pháp tuyệt đối thì Đức Phật sẽ thuyết giảng các sự thật. Đó là sự thật về khổ, về tập, về diệt, về đạn. Còn nếu như mà Đức Phật biết người này không đủ cái căn cơ căn tánh hay là chưa đủ thì Đức Phật sẽ dạy cái người đó thực hành cái pháp tương đối. Đó là Đức Phật dạy người đó hãy siêng năng bố thí, hãy giữ giới, hãy tu tập các cái pháp thiền chỉ như niệm ân Đức Phật, hãy tinh tấn làm những cái việc thiện, tránh xa những cái việc ác. Thì đó cũng là những cái Đức Phật đang dạy những cái pháp tương đối, gọi là cái pháp tục đế và những cái pháp chân đế. Còn những cái người mà không hiểu ra được các cái sự thật đấy thì người ta hiểu sai sự thật. Thì đa số những người ở trên thế gian này, người ta không thấy được cả sự thật tương đối và cả sự thật tuyệt đối. Người ta hiểu sai sự thật rất là nhiều. Người ta không biết rằng là những cái hành động về thân như thế nào nó để lại cái bất hạnh, như thế nào nó đem lại cái sự an vui, cái lời nói như thế nào là nó đang tạo ra cái nhân bất hạnh, nó tạo ra cái nhân khổ đau cho tương lai. Cái suy nghĩ như thế nào nó đem lại cái an vui, suy nghĩ như thế nào thì nó đem lại cái sự khổ đau. Đấy, người ta không biết điều đó nên người đấy không thấy sự thật gì cả. Là sự thật tương đối cũng không có, sự thật tuyệt đối thì càng không. Vì vậy cho nên ở trên đời này có những người, người ta vẫn có những cái hành động bất thiện về nơi thân, về nơi lời nói, về nơi ý nghĩ, bởi vì người ta không biết sự thật và không giác ngộ ra các cái sự thật. Còn những người mà học giáo pháp của Đức Phật thì cái người đấy học để mình biết ra các sự thật, để mình thấy các cái sự thật đó, rồi mình sẽ đạt được cái sự an lành, cái sự an vui và cái sự thấy biết các cái sự thật của mình. Người nào mà mình biết được cái sự thật càng cao thì mình sẽ đạt được cái sự an lành càng lớn. Còn những người nào mình biết ở cái mức độ thấp thì mình cũng sẽ đạt được cái sự an lành ở cái mức độ thấp, thì tùy theo cái khả năng, tùy theo cái căn tánh, tùy theo cái sự công phu của mỗi người, mà mỗi người mình sẽ thấy được các cái sự thật khác nhau. Vậy cho nên là sự thật thì nó có hai cái, đó là sự thật ở cái mức độ có tương đối và sự thật ở cái mức độ tuyệt đối, là thế mà thôi. Nên là có những cái người người ta chỉ có học giáo pháp, người ta học giáo pháp, người ta có thể hiểu rất là sâu về các cái sự thật, người ta có thể thuyết giảng được các cái sự thật đấy, người ta có thể khuyến khích được nhiều người bỏ việc ác làm những cái việc này, thì cái người đấy cũng mới dừng lại ở cái gọi là hiểu được cái sự thật ở mức độ tương đối, chưa phải đến được cái mức độ tuyệt đối. Còn cái mức độ mà cái sự thật tuyệt đối nó còn cao hơn cái sự mà mình chỉ hiểu biết ở trên cái khái niệm, mà nó phải là bằng cái trí tuệ giác ngộ thật sự. Thì cái trí tuệ giác ngộ đấy là nó phải bằng cái sự công phu tu tập như là cái pháp thiền chỉ quán. Một cái người mình muốn giác ngộ các sự thật
Đấy, thì mình phải có cái tâm định tĩnh, tức là mình phải thực hành cái pháp thiền định. Mình muốn thành tựu được cái pháp thiền định thì mình cần phải có những cái giới hạnh, tức là một cái người mà không có giới hạnh, mình mà còn sống với những cái bất thiện pháp thì mình cũng không thành tựu được. Thì cái người đấy giữ giới, thực hành thiền chỉ, thực hành thiền quán. Thiền mình giữ giới, thành tựu được cái sự giữ giới thì mình sẽ thành tựu được cái sự thực hành về thiền định. Mình sẽ, khi mà thành tựu được cái sự thực hành thiền định, mình sẽ có thể phát triển tu tập và thực hành được cái pháp thực hành về thiền quán, thiền tuệ. Và khi mà tu tập thành tựu được cái pháp về thiền quán, thiền tuệ, mình sẽ tuệ chi ra được các sự thật, mình sẽ giác ngộ ra được các cái sự thật, và mình sẽ thành tựu được cái gọi là mình thấy được các cái sự thật ở cái mức độ tuyệt đối. Thì cái sự thấy được sự thật tuyệt đối ấy, thì mình mới chấm dứt được cái khổ đau một cách tuyệt đối. Chứ còn mình chạy theo những cái hạnh phúc ở thế gian, nó chỉ là tương đối, nó chỉ là giả tạo, chứ những cái hạnh phúc ấy nó không thật. Chỉ khi nào mình chấm dứt được khổ đau thì nó mới có cái sự hạnh phúc thật sự. Thì cái sự chấm dứt khổ đau đấy cũng là cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn là cái gì? Niết Bàn đó là cái sự chấm dứt hoàn toàn của đau khổ. Chứ Niết Bàn chỉ là như thế mà thôi. Chứ Niết Bàn cũng không phải là lạc, cũng không phải là hỷ. Cũng vì Niết Bàn không còn cảm thọ, không còn những cái cảm thọ về vui buồn nữa. Cho nên Niết Bàn là một cái trạng thái không còn khổ đau, chấm dứt còn cái khổ đau. Còn tất cả những cái sự tất cả những cái sự sống ở trong tam giới thì vẫn còn khổ đau, bởi vì ngày nào mình còn cái danh và còn cái sắc thì nó còn có sinh diệt, còn có sinh diệt thì còn có vô thường, còn vô thường là còn khổ, còn khổ thì là còn có cái vô ngã. Khi nào mình hiểu ra được cái sự thật như vậy, sự thật ra rằng là có cái vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đấy mình mới chấm dứt được cái tham ái, cái chấp thủ đối với những cái pháp nó đang vô thường, khổ, vô ngã đó. Đó là cái vật chất, cái ý thức, cái danh hay là cái sắc này. Thì cái người hiểu ra được cái sự thật thì lúc đấy vị đó mới là cái sự hiểu ra được cái sự thật tuyệt đối là như vậy. Là tất cả mọi cái pháp hữu vi thuộc về tinh thần hay thuộc về vật chất, nó đều là vô thường, nó đều là khổ, nó đều là vô ngã. Hiểu được ra như vậy là thấy được cái sự thật tuyệt đối. Còn cái người mà hiểu ngược lại, thấy được là còn thấy mọi thứ là thường, mình còn thấy là có một cái gì đó trường tồn lâu dài, thì đấy là mình đang hiểu sai sự thật. Mình còn thấy nó còn một cái gì đó là hạnh phúc, mình còn đi tìm kiếm một cái hạnh phúc gì ở thế gian này, thì là mình đang là cái người hiểu sai sự thật. Mình còn thấy có cái ta, mình còn thấy có cái ta ở trong cái thân này, mình còn thấy có cái ta ở trong những cái vui buồn sướng khổ này, mình còn thấy cái ta ở trong cái tư tưởng, cái nhận thức, ở trong những cái hành động của mình, thì là cái người đấy là cái người chưa thấy được sự thật. Còn cái người nào mình hiểu ra được những cái nhân nào sinh vào những cái cõi khổ đau, cái nhân nào thì đạt được cái sự an vui ở cái mình giảm bớt cái khổ đau đấy đi, thì đấy là cái người có hiểu được cái sự thật tương đối. Còn cái người nào mà thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên tất cả những cái sự hiện hữu về danh sắc, thì là cái người đấy là người thấy được cái sự thật tuyệt đối. Thì đấy là nó có ba cái hạng người như vậy. Một là hạng người không thấy sự thật, hai là người thấy được cái sự thật tương đối, ba là người thấy được cái sự thật tuyệt đối. Thì cái giáo pháp của Đức Phật là thế, là dạy hai cái sự thật, đó là cả sự thật tương đối là những cái pháp tục đế, cả cái sự thật tuyệt đối đó là pháp chân đế. Cái pháp tục đế là cái pháp ở trong thế gian. Một cái người nào đi tìm cầu cái hạnh phúc ở trong thế gian thì đó là mình sống với pháp tục đế. Người nào đi tìm cầu cái hạnh phúc giải thoát, chấm dứt sinh tử, đó được gọi là cái pháp chân đế. Đấy là hai cái sự thật về tương đối và tục đế và tuyệt đối là như vậy. Để hết bài pháp, để có ai hỏi thì sư trả lời. Hỏi này,
bất hiếu với cha mẹ. Mắc nợ là khi mình không muốn làm cho người đấy, nhưng mà vì một cái thế lực nào đó, vì một cái hoàn cảnh nào đó mà mình làm cho cái người đấy với một cái sự rất là khổ đau. Ví dụ như là mình sinh ra đã làm nô lệ rồi, hay là có những chúng sinh sinh ra đã làm kiếp trâu bò, dê ngựa để đi kéo cày trả nợ, đi lấy máu thịt mình trả nợ, đấy là mắc nợ. Còn tạo phước đó là mình tình nguyện đem cái lợi ích của mình cho người khác, thì đấy là tạo phước. Nó có hai sự khác nhau nhé. Có cái sự ví dụ như con trâu bò nó có tình nguyện nó làm việc cho con người không? Nó không tình nguyện nhưng nó vẫn phải làm, nó không làm nó sẽ chết. Cũng như vậy, có những cái trường hợp mà có những cái người nô lệ không muốn lao động vô ích vô công gì cho người khác nhưng vẫn phải làm, thì đấy mới là trả nợ. Còn cái người tình nguyện giúp người khác, làm lợi ích cho người khác thì đấy là tạo phước. Hai cái đấy nó khác nhau. Kính bác sư, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên. Câu hỏi thứ nhất là: thưa sư, con xin hỏi về việc chỉ tụng kinh tại gia với các cư sĩ tại gia nên làm như thế nào? Kinh tại gia là kinh gì? Là ở nhà tụng kinh ở nhà với các cư sĩ tại gia. Tụng kinh ở tại gia thì kinh gì cũng tụng được hết, cũng giống như ở chùa. Kinh tụng có nghĩa là chỉ đọc lại những cái bài pháp của Đức Phật thì đấy là tụng kinh. Thì tụng kinh gì cũng thế thôi, cứ bắt chước ở chùa tụng kinh như thế nào, ở nhà tụng kinh như vậy, không có gì khác biệt. Câu hỏi thứ hai là: nếu treo ảnh Phật trong phòng ngủ ở một nơi kín đáo và cao có được không ạ? Cũng được. Nhưng mà ở trong phòng ngủ mà rộng rãi trang nghiêm, treo một cái tranh Phật hay một bức tượng Phật thì vẫn được. Phát sinh tuệ, nhưng mà định nó có nhiều mức độ. Ví dụ như là an chỉ định làm nền tảng để phát triển trí tuệ, cận hành định làm nền tảng để phát triển trí tuệ, và sát na định làm nền tảng để phát triển trí tuệ. Thì cái mức độ thấp nhất, ví dụ như có những người người ta không trải qua cái sự thực hành để chứng an chỉ định, không trải qua cái sự thực hành để chứng cận hành định, người ta trải qua sự sát na định để đi vào tuệ, thì lúc nào cũng thế. Nếu người ta không đạt được một trong ba mức định đấy, người ta không thể phát triển được tuệ. Vậy cho nên nói là định sinh tuệ, vì không thể có cái tuệ nào mà sinh ra mà không có định được. Đấy là thứ nhất nhé. Vậy thì đương nhiên là tuệ phải sinh ở trên định. Còn thực hành 10 cái pháp ba la mật, thì những cái pháp ba la mật như là bố thí, giữ giới hay là tất cả những cái pháp ba la mật ấy, thì khi mà thực hành những cái pháp ba la mật đấy thì vị đó vẫn đang ở cái mức độ là phát triển cái trí tuệ từ ở cái mức độ tương đối trở thành tuyệt đối. Ví dụ như cái bố thí thì đó chỉ là một cái pháp tục đế hay là một cái pháp tương đối thôi, chứ thực ra bố thí nó chưa đạt đến cái pháp tuyệt đối an lành được. Nhưng tích lũy tích tụ dần dần những cái pháp đấy, rồi là tích lũy những cái pháp trì giới. Trì giới nó cũng là pháp tương đối tục đế, chưa phải là pháp tuyệt đối. Rồi tích lũy dần dần những cái pháp về xuất gia, nhưng xuất gia nó cũng là pháp tục đế, nó cũng là pháp tương đối. Rồi là tích lũy những cái pháp về chân thật, về quyết định, về từ tâm hành xả. Rồi từ những cái pháp đấy nó sung mãn, mạnh mẽ, rồi vị đấy đi từ cái tương đối đến cái tuyệt đối. Tức là cái con đường để mà mình đạt được một cái trí tuệ tuyệt đối thì mình phải vun bồi những cái trí tuệ tương đối trước.
mình phải vun bồi những cái pháp tương đối, những cái pháp tục đế trước. Khi mà những cái pháp tục đế đó sung mãn rồi, nó sẽ hỗ trợ cho những cái pháp vị chân đế của mình cao hơn. Ví dụ như là khi mình nghe pháp thì mình cũng đạt được cái trí tuệ, nhưng đó là trí tuệ tương đối. Khi mình tư duy giáo pháp mình cũng đạt được trí tuệ như là tương đối. Khi mình thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền định, mình cũng đạt được trí tuệ nhưng mà trí tuệ tương đối. Nhưng mà nhờ có nghe pháp, nhờ có tư duy pháp, nhờ có thực hành đấy, rồi lấy cái đấy làm nền tảng, mình mới phát triển được thiền tuệ. Khi mà có thiền tuệ thì mình sẽ phát triển được cái trí tuệ tuyệt đối, và mình đi đến được cái mức độ tuyệt đối là như vậy. Vậy thì vẫn phải đi từ thấp đến cao, đi từ tục đế đến chân đế, đi từ cái pháp thế gian đến cái pháp suốt thế gian, đi từ trong sinh tử mới đến được niết bàn. Thì cái con đường đi nó là như thế. Có nghĩa là con đường văn tuệ là con đường duy nhất để đến niết bàn. Đúng thế, để mà viên mãn được trí tuệ là con đường duy nhất để đi đến niết bàn. Nhưng mà để mà củng cố cho mình có được cái trí tuệ viên mãn đấy, nó lại cần hỗ trợ bởi rất nhiều những cái thiện lành khác. Để mà có được cái trí tuệ viên mãn thì mình cũng cần phải có cái sự giữ giới, thực hành thiền định, bố thí, cung kính, làm rất nhiều những cái khác để hỗ trợ. Nhưng mà cái vị đó luôn luôn có cái mục đích, có cái khinh hướng, đó là để viên mãn trí tuệ, thì vị đó sẽ đi được đến niết bàn. Còn nếu như mà vị đó chỉ nghĩ rằng ta làm những cái việc này để hưởng những cái phước lành, như ở cái cõi nhân thiên để được những cái danh vọng nội dưỡng ở cái cõi nhân, ở cái thế gian này, thì vị đó sẽ không đạt được trí tuệ tuyệt đối. Vậy thì khi làm cái gì vị đó cũng có cái khuynh hướng là để thành tựu được trí tuệ viên mãn đó, thì vị đó mới thành tựu được. Thì ngay từ thời Đức Phật cũng thế, khi mà Đức Phật ra đời đi thuyết pháp rồi thì Đức Phật tuyên bố rằng ta là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đấy ở trên đời cũng có rất nhiều những cái người ngoại đạo, những cái đạo sĩ, những người ngoại đạo, họ cũng tuyên bố rằng ta là A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Chính vì vậy cho nên là nhiều người ở trên đời người ta không biết ai là A-la-hán thật, ai là A-la-hán giả, ai là Phật thật, ai là Phật giả. Cho nên là khi mà Đức Phật cái lên cuối cùng nhập Niết Bàn ấy, có cái vị đệ tử cuối cùng ấy, Subhadda, là cái ông cũng là du sĩ ngoại đạo, ông cũng đến hỏi Đức Phật cái câu hỏi đấy. Ông ấy hỏi rằng là trên đời có rất là nhiều những cái người ngoại đạo cũng tuyên bố là ta là Phật A-la-hán chánh đẳng chánh giác, vậy giữa ngài với họ thì có gì khác nhau? Có cái gì khác nhau? Thì Đức Phật hay nói là bỏ qua bên câu hỏi đấy để ta giảng pháp cho ông. Thì Đức Phật nói rằng ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có những cái đạo quả sa môn, ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có con đường đi đến niết bàn, con đường đi đến niết bàn giải thoát. Vậy thì bây giờ ở chia ra nhiều tông phái, nhiều hệ phái không quan trọng, mà quan trọng là ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó nên là con đường chân chánh để đi đến niết bàn. Tông phái nào mặc kệ thôi, tu cái gì mặc kệ. Nhưng bây giờ nói rằng cái đấy có tu theo bát chánh đạo, có chánh kiến không, có chánh tư duy không, có chánh ngữ không, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tấn, chánh niệm, chánh định không? Tám cái chánh đấy có cái nào không? Chánh kiến là gì? Đó là thấy các cái sự thật. Nếu mà thấy các cái sự thật thì có thấy được cái sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối không? Sự thật vậy thì những cái tông phái khác người ta có thể đấy là con đường đi đến niết bàn, nhưng mà người ta có thấy ra được cái sự thật tuyệt đối không? Niết bàn là cái trạng thái chấm dứt khổ đau tuyệt đối. Vậy thì người ta phải có cái chánh kiến thấy ra được cái sự thật tuyệt đối.
Sự thật tuyệt đối là gì? Người ta có thấy được danh chân đế và sắc chân đế không? À, bây giờ hỏi các vị đấy là danh chân đế là gì, sắc chân đế là gì? À, và cái vị đó phân tích về danh sắc nó có đúng như trong giáo pháp của Phật không? Và hỏi rằng vị đó có tuệ chi được điều đó hay là vị đó nói trong lý thuyết? À, vị đó có thấy được các cái nhân sinh ra danh sắc đó không? Vô minh là cái gì? À, hành thức danh sắc lục nhập là cái gì? Thế nào là duyên sinh, thế nào là cái duyên diệt của cái duyên khởi đấy? Vì đó có thấy được cái tính vô thường, khổ vô ngã của nó không? À, vì đó có chấm dứt được cái khổ đau sinh tử không? À, nếu mà chấm dứt được thì vì đó có đoạn trừ được những cái nhân sinh ra khổ đau, đó là tham ái không? Đó là chấp thủ không? Đó là tà kiến không? Đó là tham sân si không? Đấy không? Thế thì vậy thì nếu như mà cái vị đấy, vị nào mà tu tập đấy, vì đó có cái sự chứng ngộ như thế, vị đó đoạn trừ được cái nhân sinh ra khổ đau, đó là vô minh tham ái. Vậy thì tham sân si của vị đó đoạn hết được, đoạn một cách tuyệt đối như cây tana chặt đứt đầu, không thể tái sinh trong tương lai được. Nếu như mà vị đó mà tuyên bố rằng tôi đoạn được, tôi không còn tham nữa, tôi không còn sân nữa, tôi không còn si nữa, à, tôi có trí tuệ thấy được các cái pháp chân đế, các cái sự thật tuyệt đối, à, thấy được cái khổ, thấy được nhân sinh ra khổ, thấy được cái sự diệt khổ, thấy được con đường diệt khổ, thì cái con đường đấy là con đường đi đến Niết Bàn thật. Còn nếu như vị đó giải thích nó khác với cái con đường đó, nó khác với cái bát chánh đạo. Kính mời sư cô xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên. Câu thứ nhất, dạ con kính bạch sư, sự khác biệt giữa ánh sáng của tuệ và thiên nhãn thông là gì ạ? Ánh sáng của tuệ, ánh sáng của tuệ, đây là nói về ánh sáng của tuệ là cái ánh sáng của thiền tuệ, à, thì nó thấy được những cái pháp chân đế, thấy danh sắc, thấy khi mà cái đó thực hành thiền quán ấy, thì đấy cũng là một cái loại ánh sáng của tuệ. Còn cái ánh sáng của cái tuệ mà do tâm thiền định sinh ra thì là cái vị đấy khi mà người thực hành thiền, cái tâm định tĩnh thuần tịnh thì nó phát sinh ra cái ánh sáng. Thì vị đó dùng cái ánh sáng đó vào cái gì thì nó sẽ phát sinh ra, thì nó sẽ thành tựu được cái đấy. Ví dụ như là vị đó dùng cái ánh sáng đó để phát triển thiền tuệ, thấy các cái pháp chân đế thì đó là cũng là tuệ. Còn nếu như mà vị đó hướng cái tâm đó, cái tâm định tĩnh đó, vị đó hướng cái ánh sáng đó để thấy cái sự sinh tử của chúng sinh. Ví dụ như là vì đó khi nhập vào trong một cái tầng thiền, thì khi mà vì đó muốn phát triển cái thiên nhãn để thấy những chúng sinh khác và thấy cái sự sinh tử của chúng sinh đó, thì vị đó phải thành tựu được một cái mức định rất là cao, tức là làm chủ tâm theo 14 cách ở 10 ca xin lạ tứ thiền bát định, tức là vị đó phải thực hành được tứ thiền bát định trên 10 ca xin lạ và làm chủ tâm theo 14 cách, tức là đã đạt đến cái sự tinh luyện và hoàn toàn thuần thục rồi. Sau đó thì vị đó phải nhập vào cái tầng thiền căn bản của thiên nhãn, đó là ca xin lá ánh sáng hay là ca xin lá trắng hoặc ca xin lá nửa, ba cái tầng thiền, cái ca xin lá này là nền tảng của thiên nhãn. Sau đó vị đó mới phát triển cái lộ tâm thông của vị đó, vì vị đó thiên nhãn nó thuộc về loại thần thông, vị đó chứng đắc được thần thông, vị đó mới phát triển được thiên nhãn. Vì đó phải phát triển cái nộ tâm thần thông đó bằng cái cách vì đó vào cận định của tứ thiền của một cái ca xin lá nào đấy, rồi vì đó mở cái ánh sáng đó đi, thì cái ánh sáng đó mở đi trong cái trạng thái tâm, tâm đấy là tâm thông, tâm của thần thông chứ không phải là cái từ cái tâm thiền phát triển thành tâm thông, thì cái vì đó mới hướng tâm đến chúng sinh nào, vì đó thấy cái chúng sinh đấy với thiên sắc, ví dụ vì đó quán các vị chư thiên, vì đó thấy các cái cảnh giới địa ngục, thấy được cái hình sắc của cái cảnh giới đó, vì đó thấy được các cái nguyên nhân nào những chúng sinh đó sinh vào cõi thiên giới hay địa ngục, thì nó đều xuất hiện ra ở đấy, thì đó cũng là cái ánh sáng do cái năng lực của thiền định mà vị đó thành tựu được, thì cái ánh sáng đấy nó cũng là cái ánh sáng do vị đó làm chủ được tâm, làm cho cái tâm nó thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động, thì vị đó phát triển được những cái ánh sáng đó thôi. Thì nó là như vậy đó. Câu hỏi thứ hai là
Thưa sư, khi một hành giả nhập thiền siêu thế thì tâm có bắt vào ánh sáng ni bích đa không ạ? Một cái hành giả nhập vào pháp thiền siêu thế ở đây thì bị đó phải chứng được một trong bốn đạo quả: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì nó vì nó phân tích những cái pháp chân đế, danh và sắc, vì đó thấy được cái tính vô thường, khổ, vô ngã của nó. Rồi vì đó thấy cái sanh sắc ấy nó diệt tận. Thì khi mà cái sanh sắc ấy nó diệt tận, nó không còn sinh trở lại, thì nó có một cái trạng thái tịch tĩnh, nặng nẽ, một cái trạng thái vô vi tuyệt đối, không có danh, không có sắc, không có sinh, không có diệt, không có hình dáng, không có màu sắc gì cả. Đó là một cái trạng thái tịch tĩnh nặng nề. Thì đó là cái trạng thái của thiền siêu thế. Tuy nhiên trong cái thiền siêu thế đấy, nó vẫn có các cái tâm hành, tức là các cái tâm nó bắt cái trạng thái niết bàn đấy làm đối tượng. Vậy thì cái tâm, trong cái tâm đấy nó vẫn tỏa sáng, không phải không? Vậy thì mặc dù vị đó trú trong thiền siêu thế, cái đối tượng mà vị đó đang an trú là cái sự tịch tĩnh nặng nẽ, không sinh không diệt, không màu sắc, không hình tướng, thì đó là đối tượng. Nhưng mà cái tâm của vị đó đang bắt đối tượng đó là cái tâm hữu vi, là cái tâm sinh diệt, cho nên là nó vẫn sáng. Cho nên là trong cái lúc vị đó hành thiền, vị đó vẫn sáng, không phải là không sáng. Thưa sư, có một thưa sư, sư cho con hỏi, một người giảng đạo hay là những việc không quan trọng, bỏ qua những việc quan trọng, hay trong thời thiền tâm dễ phóng dật, tham ái vào danh sắc, có liên hệ gì với giới luật không ạ? Thì nó liên quan đến nhiều cái, như bị đó giải đãi thì đương nhiên là nó cũng có thể có liên quan đến giới luật. Ví dụ như là vị đó còn giữ giới nó không được tốt, vị đó còn phóng dật, còn ham chơi, hay là không thu thúc các căn, hay là vị đó vẫn còn ham những cái danh vọng gì đó ở bên ngoài, còn ưa thích một chút niềm vui nào đấy, thì nó còn phóng dật giải đã. Là khi mà thực hành thiền mà vị đó tham đắm với danh với sắc đấy, thì cái này nó sinh ra thì nó bởi nhiều nguyên nhân chứ không thể biết được. Nhưng mà cái nguyên nhân mà cái vị nào mà giữ giới luật nó không được nghiêm mỹ, thì khi hành thiền là vị đó hay có cái tâm nó bất an. Một là nó bất an vì nó phóng dật, hai là nó bất an vì cái sự chạm hối. Ví dụ như là cái vị đó sẽ muốn là nhanh chóng xả thiền để mình còn đi chơi, để còn đi làm những cái việc bên ngoài, đi gặp gỡ người này người kia, nói chuyện người kia, thì đấy nó cũng là phóng dật. Hoặc là có những người thì chạm hối, tự thấy cái nỗi lầm của mình và cảm thấy bất an về những cái nỗi lầm đó. Nó hay sinh ra cái chạm cử hối quá, buồn phiền, thì nó cũng nếu như không giữ giới luật thì nó cũng hay sinh ra những cái tâm bất an như vậy, thì nó cũng là một phần. Còn có những cái người mà khi mà mình còn tham ái với danh sắc là do mình không hộ trì các căn, tức là mình không có thu thúc các căn, mình vẫn còn ưa thích những cái cảnh trần, cho nên là cứ giữ giới nghiêm hay là hộ trì các căn tốt thì cái việc hành thiền nó cũng tốt. Còn nếu như mà mình hộ trì kém thì việc hành thiền nó cũng kém. Nó còn nhiều nguyên nhân đó. Còn có những người người ta có cái tâm buông xả cao, có những người có cái tâm buông xả thấp nữa. Ví dụ như là có những người trong cái thời gian hành thiền thì mình hộ trì tốt, giữ giới nghiêm, nhưng mà có những cái chuyện vui, chuyện buồn từ quá khứ xa xưa, rất lâu rồi, từ cái lúc mình chưa biết tu tập, nhưng bây giờ nó cứ khởi về. Nó khởi về mà mình cứ bị vui buồn theo những cái cảnh quá khứ đấy, thì đó là do cái người đấy không biết buông xả, bị tâm bị dính mắc mà không buông xả được, ngồi nó cứ vui, cứ buồn, cứ yêu, cứ ghét. Thì cái người đấy cần phải tập cho mình có cái tánh buông xả, thì nó cũng sẽ hết. Vậy thì nó nguyên nhân nó cũng có thể ở hiện tại, cũng có thể là mình liên quan giữ giới, cũng có thể là liên quan đến cái tâm không biết buông xả nữa. Thưa sư, cho con hỏi là thế nào
để chế ngự cơn đau, để có thể tinh thần tốt hơn khi hành thiền ạ? Chế ngự cơn đau thì có cái tác ý, có cái suy xét thì nó sẽ bớt đau. Ví dụ như là cái người đấy mình suy xét là cái đau này nó chỉ là cái thân này nó chỉ là tứ đại này, đất nước lửa gió này, nó không biết đau. Bản chất của cái thân này thì nó là tứ đại, nó không biết đau. Vậy đau đây chẳng qua nó chỉ là cái sự cảm giác do cái cảm thọ ở trên thân của mình thôi. Mình quán cái cảm thọ này không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mình suy xét, mỗi người có những cái cách suy xét để nó vượt qua cơn đau đấy. Hoặc là có những người sẽ chế ngự cái đau bằng cái cách như, ví dụ như là mình quán là cái đau này, nhưng mà nó cũng không đau bằng cái sự nỗi khổ ở trong địa ngục. Vì vậy nếu vậy vào trong địa ngục còn đau hơn. Vậy mình so sánh như vậy thì đó cũng là một cách để mình vượt qua cái sự đau. Hoặc là mình quán là cái sự vô thường đà tạng để nó vượt qua cái sự đau. Hoặc mình nằm nơ nó đi, không quan tâm đến nó. Hoặc là mình cứ chú tâm vào cái đề mục thiền của mình, nó sinh ra cái hỷ lạc khinh an. Thì từ cái khinh an, từ cái sự hỷ lạc sung mãn, nó chế ngự đi cái đau. Hoặc là bằng cái cách mình không thể chịu được nữa thì mình thay đổi tư thế đi để cho nó hết đau. Hoặc là nó bằng cái cách là mình cứ ngồi đấy, rồi cái nỗi đau nó đến đỉnh điểm tột cùng thì nó sẽ hết, thì nó cũng hết đau. Ví dụ như là có cái người giờ người ta bị thương, người ta còn phải cưa chân đi thì nó chỉ đau lúc đầu, xong rồi dần dần cái vết thương ấy nó cũng lành thì nó cũng hết đau. Cũng như vậy, mình ngồi mình có thể thấy nó đau do nó giãn cái xương dây chằng hay là xương gân nó giãn hay nó đau, nhưng đến khi nó giãn đến mức tột cùng thì nó cũng hết. Đến lúc đấy thì nó chai lì đi rồi là nó cũng hết đau. Vậy nên có nhiều cái cách chịu đau. Nhưng mà cái người nào mà mình có cái tâm gan dạ lì lợm chịu được cái đau đấy thì nó mình sẽ kham nhẫn vượt qua cơn đau đấy, thì sau này mình ngồi nó sẽ không còn biết đau nữa. Dạ con thưa sư, hào quang của các vị phạm thiên có liên quan đến ánh sáng của đời không ạ? Hào quang của các vị chư thiên thì những cái hào quang đấy nó sinh ra từ cái tâm thanh tịnh. Cái người nào mà cái tâm thanh tịnh càng lớn thì nó phát ra cái hào quang lớn. Cái tâm thanh tịnh mà ít thì nó phát ra hào quang ít. Hào quang đôi khi nó sinh ra từ công đức. Cái người nào có công đức lớn có khi nó sinh ra hào quang lớn. Công đức nhỏ sinh ra hào quang nhỏ. Ví dụ các vị chư thiên thì các vị không thực hành thiền, nhưng khi sinh lên chư thiên vẫn có hào quang. Mà cái vị nào mà khi sống ở thế gian làm những cái việc phước lớn thì lên đấy vị có hào quang lớn. Vị nào có phước nhỏ thì là hào quang nhỏ. Vậy hào quang một phần nó do công đức, một phần nó là do tâm. Cái tâm thanh tịnh thì nó tạo ra hào quang. Tâm thanh tịnh lớn thì hào quang lớn, tâm thanh tịnh nhỏ tạo ra hào quang nhỏ. Và kết hợp cả với cái phước công đức nữa thì đó cũng là cái hào quang là do cái tâm của vị đó. Còn cái tâm của vị đó nó có kết hợp với trí tuệ. Trí tuệ về thiền minh sát hay không thì nó cũng còn tùy, tùy từng vị chư thiên. Nhưng mà đã nói đến các vị chư thiên thì đều có cái hào quang của cái tâm thanh tịnh. Thì mình chỉ biết vậy thôi. Dạ con thưa sư, ánh sáng của tuệ bao gồm những loại sắc pháp nào ạ? Ánh sáng của tuệ thì nó là sắc pháp do tâm sinh. Cái ánh sáng của tuệ thì trong cái tâm ấy, thì nó tạo ra cái sắc do tâm sinh thì nó mới có cái ánh sáng chứ, bởi vì bản chất của cái tâm thì nó không có hình dạng, không có màu sắc gì cả. Nhưng mà cái tâm nó có thể tạo ra những cái màu sắc do nó tạo ra những cái sắc pháp. Thì cái sắc pháp ấy nó có 8 loại sắc, có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị và có dưỡng chất. Thì đấy là cái sắc pháp do tâm sinh, thì nó có 8 yếu tố vậy. Nó cũng là cái dạng vật chất, tâm nó cũng tạo ra vật chất. Nó là cho nên là khi mà cái tâm của mình nó tạo ra cái sắc thân trên người mình. Người nào mà mình có cái tâm vui vẻ tự nhiên nó có cái sắc rạng rỡ, tươi tắn. Người nào có cái tâm xấu muộn thì nó có cái sắc nó là nhăn nhó, trông nó khổ sở. Đấy là nó tâm nó tạo ra cái sắc do tâm sinh ở trên thân này là vậy. Dạ con thưa sư,
Kính bạch sư, ánh sáng của tuệ có phải là sắc chân đế không ạ? Ánh sáng của tuệ nó là cái ánh sáng, còn chân đế hay không thì là do vị đấy có phân tích ra được nó hay không. Ví dụ như cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của điện này, nó cũng là nó cũng có sắc chân đế, nhưng cái người nào đủ cái trí tuệ để phân tích ra được nó thì nó là sắc chân đế. Cái ánh sáng của tuệ nó cũng thế, nó cũng là pháp chân đế, đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất đấy, nhưng chỉ có người có trí tuệ mới phân tích ra được nó. Cũng như tất cả những cái ánh sáng này, nó cũng là chân đế, nhưng mà người có cái trí tuệ thấy ra được cái pháp chân đế thì phân tích ra được nó. Còn những người mà chưa có trí tuệ để phân tích nó thì nó là tục đế. Người có trí tuệ phân tích ra rồi thì cái gì nó cũng là chân đế. Còn người chưa có trí tuệ thì cái gì nó cũng là tục đế. Ví dụ như là một cái người mới đắc thiền, vị đó thấy được ánh sáng, thì cái vị đó thấy được ánh sáng là vị đó thấy là được cái sắc do tâm sinh. Nhưng mà vì lúc đấy vị đó chưa có cái trí tuệ của thiền tuệ, thì vị đó thấy ánh sáng là ánh sáng, và cái mà vị đó thấy đấy vẫn là cái tục đế, cái hào quang tục đế. Nhưng nếu như mà vị đó thực hành đến thiền tứ đại, rồi vị đó phân tích, vị đó sẽ bắt một cái khoảng ánh sáng đấy, vị đó phân tích trên nó, thì vị đó sẽ thấy ra được những cái pháp chân đế ở trong đó. Thì đấy được là, thì lúc đấy thì nó trở thành pháp chân đế. Chân đế ở đây không phải là cái đối tượng, mà là cái trí tuệ. Trí tuệ thấy là được chân đế. Vậy. Là con thưa sư, ánh sáng của Bảo Quan Ca và Ni Biên Ta Hơi Thở và ánh sáng của tuệ khác nhau như thế nào ạ? Ánh sáng của Ba Văn Ga, Ba Văn Quan là tâm. Cái tâm, vì cái tâm này nó đang hành thiền cho nên gọi nó là tuệ. Vì cái tâm này nó trong sáng định tĩnh cho nên cái ánh sáng đấy cũng gọi là ánh sáng trí tuệ. Cái ánh sáng của Ba Văn Ga đấy thì nó sinh lên từ cái tâm mình có tu tập, có hành thiền mà. Và cái ánh sáng ấy nó cũng đi kèm với trí tuệ. Nhưng mà cái lúc mà mình mới hành đến thiền, mình đang hành thiền mà chưa đắc các tầng thiền ấy, thì đó là tuệ dục giới, tuệ thế gian, tuệ ở cái tâm thiện dục giới nó cũng là tuệ. Thì cái đấy nó cũng là ánh sáng trí tuệ nhé. Mà khi mà mình thực hành thiền tuệ, nó phát ra cái hào quang ánh sáng ở trong cái tâm thiền ấy, nó cũng là ánh sáng trí tuệ. Mình chưa thì cái ánh sáng trí tuệ nó là cái ánh sáng do cái tâm mình nó sinh ra thôi. Còn cái tợ tướng của hơi thở nó là cái ánh sáng, cũng là ánh sáng do tâm sinh. Khi mà mình chú tâm vào hơi thở thì cái hơi thở đấy nó sáng lên, do nó có cái tâm của mình chăm chú ở trên đấy thì mình mới thấy cái ánh sáng đấy. Thì ánh sáng ấy nó cũng là do tâm sinh chứ, thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà vì cái ánh sáng của hơi thở, cái pháp khi mình phân tích ra ở cái mức độ tuyệt đối thì nó có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, mùi, vị, dưỡng chất và có âm thanh của hơi thở. Thì nó khác ở cái ánh sáng mà do trí tuệ kia. Ánh sáng do tâm sinh thì nó chỉ có đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Còn cái tợ tướng của hơi thở thì khi mà phân tích ra ở cái đối tượng tột cùng của nó thì nó có thêm một cái yếu tố là âm thanh của hơi thở nữa. Vì nó có khác như vậy nè. Dạ thưa sư, tại sao bình thường mình không thấy được ánh sáng của Ba Văn Ga? Bình thường vì cái tâm của mình nó bị những cái ô nhiễm nó ngăn che. Vì cái tâm năng xăng phóng dật nó làm cho cái tâm đó nó bị yếu ớt, cho nên nó không thấy được cái ánh sáng đó. Vì bình thường cái tâm của mình nó hay nghĩ năng xăng ấy, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nó không chăm chú trên một đối tượng liên tục, cho nên nó không sáng. Ví dụ như là cho hai cây gỗ bên trong, khi mà nó chà sát vào nhau liên tục thì nó phát ra lửa. Nhưng mà khi mà hai cây gỗ ấy nó không chà sát vào nhau thì nó không phát ra lửa. Cũng như vậy, cái tâm của mình nó phải chà sát với một cái đối tượng gì đó liên tục thì nó mới tỏa sáng đi. Còn nếu như mà nó không chà sát, không tiếp xúc với một cái đối tượng gì đó liên tục thì nó không sáng. Vì nó cứ lăng xăng, nó không, nó lúc thì đối tượng này, lúc đối tượng khác, nó không sáng. Ví dụ như mình cầm cái gỗ mình cứ
trà vào cái này, trà vào cái này, trà vào cái kia. Đấy, thì nó cũng không sáng. Mà mình chỉ có trà vào một đối tượng liên tục thì nó sẽ sáng đi. Như vậy cái tâm của mình nó cứ chăm chú trên một đối tượng liên tục thì nó sẽ sáng đi. Còn nếu mà nó cứ bắt nhiều đối tượng năng xăng thì nó không thể sáng được. Thần thơ sư, một vị A-la-hán không còn tạo nghiệp mà chỉ có tâm duy tác thì có thể hồi hướng phước không ạ? Vị đó vẫn có thể hồi hướng phước, mà vị đó hồi hướng phước còn lớn, rất là lớn. Mặc dù những cái phước mà vị đó làm thì đó là những cái phước duy tác, nhưng mà những cái phước đó cái người khác hoan hỉ với cái phước của vị đó thôi. Cái hồi hướng phước tức là làm cho người khác hoan hỉ với cái thiện pháp, với cái việc thiện đó mà được hưởng phước. Vậy thì một người chỉ cần thấy một vị A-la-hán rồi biết rằng đây là một vị A-la-hán rất là cao thượng, vì đó hoan hỉ với cái sự tu hành của cái bậc A-la-hán đó đã có phước rồi. Còn nếu như vị đó hoan hỉ với cái việc thiện mà vị đó đã làm, ví dụ vị A-la-hán có thể thuyết giảng pháp và vị đó hồi hướng cái công đức giảng pháp của tôi xin hồi hướng cho mọi người, nên mọi người hoan hỉ theo thì mọi người sẽ được, cũng được hưởng cái phước đấy, hoan hỉ với cái việc thiện mà vị đó làm. Mặc dù với vị A-la-hán nó là duy tác, nhưng với những cái người chưa phải là A-la-hán thì nó là một việc thiện, chứ không phải là không. Vị A-la-hán có thể làm việc phước như là ngồi thiền, vì đó cũng tạo ra phước, giảng pháp vì đó tạo ra phước, vị đó làm bất cứ, vị đó vẫn làm những cái việc bình thường khác, nhưng với vị đó thì là duy tác, nhưng với những cái vị không phải A-la-hán thì nó là việc thiện.